Không có đồ khui thì có những cách nào để mở nút chai? Ôi dồi ôi, nhiều lắm. Dùng một chai bia khác, đây là cách tớ hay làm nhất nhá. Dùng một cái thìa hay làm thứ nhì luôn. Dùng chìa khóa. Dùng lỗ chốt khóa cửa này. Dùng tua vít. Dùng một tờ tiền. Dùng đế giày cao gót. Ai biết thêm cách nào nữa thì bổ sung giúp tớ nhá.